Sáng vào lúc 11 giờ trưa. Tại vì hôm nay mình ngủ hơi quá đà nên là hắn vẫn bạn mình vẫn lái tàu khi mà mình đang ngủ. Thì đây là một cái bãi neo và trong đó là có rất là nhiều người cắm trại luôn, thì các bạn có thể lựa chọn là khi các bạn lên đây thế này thì các bạn có thể đem theo đồ cắm trại để các bạn tụ tập vào những cái bãi như thế này để mà cắm trại qua đêm. Nếu các bạn không ngủ giữa lên đây giữa bia giữa sông nước ha, thì các bạn có thể thế này đây. Thì mình thấy là mùa corona nhưng mà vẫn có rất là nhiều người cắm luôn đấy. Thôi bây giờ tụi mình vẫn tiếp tục thôi. Bây giờ tụi mình sẽ cắm cọc và đi tới siêu thị đây. Ok, tụi mình sẽ neo đậu đây và sẽ lên bờ. Thì ở đây là cũng như một cái bến tàu nên nó vậy, cũng rất nhiều tàu luôn. Tụi mình sẽ đi lên bờ để mà đi siêu thị ha. Thank you.
the church for the cup. We want the church for the cup. Okay, thì bây giờ tụi mình đang chuẩn bị BBQ cho buổi trưa. Và trưa hôm nay tụi mình sẽ ăn gà. Và cái này hình như cũng là thịt gà luôn à. Và cả bánh mì ha. Một xíu dâu nè. Và không quên phải có một cốc coca thật là nặng. Chỗ mà tụi mình
đồ xanh này các bạn. Thì bên này họ chỉ mở tới 9 thôi, tới 18 giờ là 6 giờ tối thôi. Và đây là bảng giá này. Và gần này thì cũng có rất là nhiều. Có rất là nhiều tàu bè. Đây là lâu đài này các bạn ạ. Cái này người ta gọi là cái gì nhỉ?
rất là ôi trời sợ ghê luôn đấy. Đối với một đứa không được bơi như mình thì ức. Chỉ có 20 phút thôi các bạn ạ. Có một cái biển báo thế này mình sẽ lên cho các bạn thấy nha. Còn đây là khu nhà giàu nha. Trời ơi, toàn là villa không này. Đây là trời ơi, toàn khu nhà giàu không đây. Ui ui ui. Đó, đó là các bạn à. Nghe tới nhà trên núi là tôi nghĩ là ta nghèo ha, nhà giàu mới ở trên núi đó. Ôi, mình sẽ quay lại nha, một khu nhà giàu là không chỉ có villa ha, mà còn mỗi nhà hình như là còn có một cái tàu ở đây. Đó là đó, mỗi nhà là có một cái tàu riêng đây. Tàu ngắm sông ngắm nước luôn ha. Quá à. Dạ hầu như là nhà nào cũng có tàu. Bây giờ tụi mình vẫn sẽ tiếp tục con đường lên đen. Em cuối lên đen trên biển. Nọc lên sông nước. Lộn. Đây là một con đường cũng rất là đẹp luôn, tại vì hai hàng mình rất là thích kiểu như là hai bên là cây xanh á, kiểu như là rất là yên bình luôn. À, thật sự. Bây giờ là 8:30 và trời thì có rất nhiều mây, gần tối rồi. Mình đang ở một cái biển rất khá là lớn và ở đây rất có rất là nhiều thuyền bơm luôn các bạn ạ. À. Đó, và đây là một bến tàu đây. Tàu với rất nhiều tàu luôn. Đây, thuyền bơm rất là nhiều luôn. Cano nữa. Đây mình sẽ zoom cho các bạn xem một số thuyền bơm ở đây nha. Nhiều thiên nga trắng nhỏ. Bên này hai em này.
Bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luôn. Nhiều ha. Và ô, tụi mình sắp đi ra khỏi rồi. Ô. Ô, cái khúc này đẹp quá à. Tàu này cũng đẹp nữa này. Nghe mặt trời cũng sắp lặn rồi đây. Và đây là hậu quả của một cơn sóng to, tại vì là thuyền đi qua và tụi mình né không kịp, thế là sóng ập tới và ướt hết cả đống đồ này luôn. Hên là chỉ ướt mỗi cái này thôi, lâu là được. May là chưa bắt đầu ướt hết luôn các bạn. Và tụi mình lại có một view rất là đẹp. In the sea. Và baby kill. Really? Lạnh quá các bạn ơi. Biển mà. Đây là BBQ của tụi mình đây. Và mời các bạn comment của tụi mình ha. Và tụi mình còn xúc tích nữa nè. Xung quanh vắng lặng như tờ luôn ha. Trời ơi, tôi ngủ mà ngầm nghe hát chim hót rồi. Tôi ít off. Đây chỉ là bản đông ca của chim thôi nha. Xíu nữa các bạn sẽ nghe bản đông ca của S. Trăng sáng ha. Thế này thì sao mà tôi ngủ được đây. Thêm combo sóng vỗ nữa.